Ba Rau muốn chú tái đấu thêm một lần nữa, tiền thưởng lớn, nhưng tức gì Việt Nam rửa mắt cho lành. Anh phải đấu thêm một trận nữa. Anh hứa. Mày giờ làm cho tao tốn một mớ, nhưng tao lại không muốn về đây không. Có một nơi ở Việt Nam được gọi là đỉnh Mù Sương. Đó là địa bàn chính của Ba Rau. Ba Rau đang ở đâu? Nó đang dò hỏi về đại ca. Thằng Phí. Nên tự đào mộ cho mình. Tôi có thể đào hàng trăm cái mộ.